Thưa quý vị, những câu chuyện nói về mẹ chồng nàng dâu rất tế nhị và cũng rất muôn thuở. Trong câu chuyện này, người con dâu, người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện đầy cảm xúc mà mình với mẹ chồng của mình trong những năm dài sống với nhau. Và câu chuyện như thế nào thì tôi mời quý vị lắng nghe chi tiết người phụ nữ này đã chia sẻ lại. Xin kính mời. Cầm 500 triệu của mẹ chồng bỏ trốn cùng nhân tình, Lê cứ thế mà sống hạnh phúc bên ai kia. Nhưng 9 tháng sau, ôm bụng bầu trở về nhà thì cô sốc trước cảnh tượng này. Chiều đi tập thể dục ngoài công viên về, trời tối nhá nhem. Tôi, bà Tấn chết sững, thấy Lê, con dâu của bà Tình Tứ, nắm tay một gã nào đó vào nhà nghỉ mà hú hí. Trời ơi, đứa con dâu ngoan hiền của bà lại đi ngoại tình thế này ư? Sao nó lại phản bội chồng như thế chứ? Cứ nhìn theo con dâu mà bà giận, đau đớn tột cùng. Nhưng thay vì xông vào đó đánh ghen hộ con trai hay dằn mặt con dâu, thì bà lại gạt nước mắt đi về như chưa có chuyện gì. Tối muộn Lê mới về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Đứa con dâu tắm xong, bà liền gọi Lê vào phòng nói chuyện. Con hãy cầm lấy 500 triệu này rồi bỏ trốn ngay trong đêm nay đi, nếu không muốn chồng con biết con đã ngoại tình. Còn nữa, trong vòng 9 tháng con phải ngoại tình kiểu gì để chữa được một đứa con rồi mang về đây mẹ nuôi cho. Lúc đó con có thể tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn, ngủ với ai. Còn thằng Hùng, chồng của Lê, mẹ sẽ lo. Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu. Con đừng giả vờ nữa. Chiều nay mẹ đã bắt gặp con vào nhà nghỉ với trai rồi. Mẹ biết lý do vì sao con ngoại tình. Thế nên con hãy ngoan ngoãn cầm số tiền bỏ trốn ngay đi. Con thừa hiểu rằng thằng Hùng nó ghen dữ lắm, đúng không? Nhất định con phải đi ạ. Ừ, đi đi. Nếu con không muốn chồng con nó hành hạ, giày vò con mỗi ngày. Không hiểu sao mẹ chồng lại làm chuyện này với mình. Nhưng vì sợ chồng ghen, vì yêu người đàn ông kia, nên Lê đã cầm tiền rồi bỏ trốn vào Nam ngay trong đêm đó, khiến Hùng hoảng hốt vô cùng. Để con trai bình tâm trước chuyện vợ mất tích, bà Tấn bịa chuyện rằng Lê làm ăn thua lỗ, bị người ta xiết nợ ác quá, phải trốn đi biệt tích. Khi nào trả hết nợ rồi sẽ về với chồng. Không tin chuyện mẹ nói là thật, Hùng đi khắp nơi tìm vợ, liên lạc cũng không được. Anh bất lực và nhớ vợ đến điên dại. 9 tháng sống bên cạnh nhân tình, giờ Lê đã sinh con gái, hết thời gian giao hẹn với mẹ chồng. Lê ôm con mới đẻ về nhà giao lại đứa bé cho mẹ chồng chăm như lời bà đã hứa. Thế nhưng ngày cô trở về thì sốc ngất trước cảnh tượng này. Đưa con về nhà, Lê choáng váng thấy chồng ngồi xe lăn với vẻ mặt thẫn thờ. Còn ảnh cô thì đặt ở trên bàn thờ, khói hương nghi ngút. Sốc trước cảnh tượng này, Lê đi khắp nhà tìm mẹ chồng để hỏi cho ra nhẽ, thì nhận được câu trả lời bất ngờ của bà. Mẹ, con đã trở về rồi đây. Tại sao mẹ lại đặt ảnh con lên bàn thờ? Con đã chết đâu? Và anh Hùng, tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này? Ngày con bỏ đi, thằng Hùng nó nhớ con phát điên lên. Mẹ phải nói dối rằng con trốn nợ bỏ đi rồi tai nạn mất không lâu sau đó. Vì không có xác nên mẹ cứ lập bàn thờ mà không lo ma chay gì cả. Vì quá thương nhớ con, thằng Hùng đi ra đường không để ý xe mà bị tai nạn. Giờ thì thành ra như thế này đấy. Mẹ che đậy việc con ngoại tình bằng việc nói dối con đã chết ư? Mẹ xin lỗi, chỉ như thế này thì con mới yên ổn bầu bí sinh con.
bởi thằng Hùng bị vô sinh. Đó là lý do mà tụi con kết hôn 2 năm vẫn không có con cái gì cả. Mẹ chấp nhận để con ngoại tình, để kiếm lấy một đứa con về mẹ nuôi cho. Và thật may mắn con đã có bầu. Nhưng thằng Hậu, nhờ số tiền mẹ rúi cho con thì giờ con cũng đã có cuộc sống hạnh phúc bên ai kia rồi. Nhưng mẹ ạ, à, đứa bé này là con của con với người ta, chứ không phải con của anh Hùng. Con không thể để nó cho mẹ nuôi được nữa, bởi con sợ mẹ không chăm lo cho nó được. Xin mẹ hãy chăm anh Hùng giúp con. Con nhẫn tâm để nhà ta tuyệt tự ư? Thằng Hùng đã ra nông nỗi này rồi, xin con hãy thương thân già này mà ở lại đây hết 6 tháng được không? Thấy mẹ chồng khóc lóc và nài lê, đành chấp thuận ở lại. Nhưng không ngờ sau 6 tháng ở cữ, ở lại nhà chồng cũ, thì cô lại không muốn đi nữa, bởi nhân tình của cô đã phản bội cô, cưới người khác. Giờ thì Lê thấy mình đã sai trong mối quan hệ ấy rồi. Nhìn chồng cũ, Lê rớt nước mắt xót thương. Thôi thì cô sẽ ở lại chăm chồng và để con gái của mình được nhận Hùng làm cha, nhận bà Tấn làm bà nội. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện cũng đầy cay đắng chua xót giữa mẹ chồng và nàng dâu. Câu chuyện đã xảy ra trong một gia đình đầy ngang trái phụ phạc như thế này. Biết con dâu ngoại tình, nhưng mẹ chồng giấu giếm, không đánh ghen mà còn dúi tiền cho cô 500 triệu để cô trốn đi, và mong cô làm sao ngoại tình để có được một đứa con mang về bà nuôi cho. Bà rất khát khao một đứa cháu. Quả thật, chưa thấy một người mẹ nào mà cao cả như người mẹ chồng trong câu chuyện này. Tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe, đưa ra những lời nhận xét và bình luận, chia sẻ. Thưa quý vị, trong thời gian dài vừa qua, những câu chuyện của tôi đăng tải trên 3 kênh được cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và tôi cố gắng săn tìm những câu chuyện hay hơn có thể để đọc mà gửi tới phục vụ cho quý vị, các bạn gần xa cũng như là ở trong nước, ngoài nước, thư giãn giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc. Và đến đây, tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.